Hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn Nissan Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản mới của Nissan Navara mang tên Nissan Navara AEVI với những thay đổi ấn tượng về ngoại hình và công nghệ nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu của khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe bán tải thông minh, mạnh mẽ và đậm chất thể thao. Với hai lựa chọn cho khách hàng, phiên bản tiêu chuẩn Nissan Navara EL AEVI và phiên bản cao cấp Nissan Navara EL AEVI Premium Z. Nissan Navara EL AEVI có kích thước tổng thể dài 5.255mm, rộng 1.850mm và cao 1.815mm, chiều dài cơ sở 3.150mm với khoảng sáng gầm lên đến 225mm. Xe được trang bị cụm đèn pha halogen thấu kính lớn nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng. Lưới tản nhiệt mạc chrome đặc trưng của Nissan mang lại diện mạo trẻ trung, sang trọng và cuốn hút. Gương chiếu hậu trên phiên bản Navara EL AEVI được bổ sung thêm tính năng chống chói tự động. Khi vận hành vào ban đêm, nước cảm biến của gương phát hiện có ánh sáng phía sau chiếu thẳng vào gương, có thể gây chói cho người lái. Hệ thống sẽ điều chỉnh màu gương tối tùy theo cường độ ánh sáng chiếu vào gương. Chức năng này sẽ hạn chế tối đa ánh sáng phản xạ vào gương. Nissan Navara EL AEVI được trang bị thêm la răng 18 inch. Đuôi xe nổi bật với đèn phanh trên cao và đèn báo rẽ dạng LED. Nissan Navara EL AEVI sở hữu thùng xe cỡ lớn giúp vận chuyển linh hoạt các vật dụng cồng kềnh. Các loại trang bị an toàn khác của Nissan Navara EL AEVI bao gồm túi khí cho người lái và hành khách, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp PA giúp tối ưu hóa hiệu quả lực phanh. Có thể nói Nissan Navara EL AEVI là một chiếc xe hội tụ của sự mạnh mẽ, bền bỉ trong vận hành, hiện đại trong thiết kế và tiện ích về công nghệ, hỗ trợ giúp người sở hữu tự tin thể hiện bản lĩnh cầm lái và sẵn sàng trải nghiệm mọi cung đường. Nhằm gia tăng tối đa tính an toàn và tiện nghi cho người sử dụng, lần đầu tiên trên phiên bản một cầu của mẫu xe bán tải này được bổ sung hàng loạt các công nghệ hỗ trợ hiện đại như màn hình giải trí AVN 8 inch thế hệ mới theo tiêu chuẩn của Nissan toàn cầu, điều khiển bằng cảm ứng đa điểm. Nhờ chức năng Nissan Connect, khách hàng có thể dễ dàng kết nối màn hình với điện thoại thông minh thông qua các ứng dụng Google, Android Auto hoặc Apple CarPlay và sử dụng các tính năng như bản đồ dẫn đường, đàm thoại rảnh tai, ra lệnh bằng giọng nói, giải trí qua AM, FM, USB, AUX và Bluetooth. Để hỗ trợ người lái quan sát phía sau, Nissan Navara EL AEVI được trang bị thêm camera lùi. Hình ảnh được thu từ camera hiển thị trên màn hình trung tâm 8 inch giúp người lái có được tầm nhìn bao quát, tự tin với các thao tác, dễ dàng lùi và đổ xe trong các khu vực đông đúc. Hàng ghế sau của Nissan Navara EL AEVI được trang bị móc ghế trẻ em iOS Fit, dùng để cố định ghế noi trẻ em theo tiêu chuẩn chung của ghế trẻ em trên thị trường. Đây là trang bị rất hữu ích và an toàn cho các gia đình có trẻ em nhỏ, giúp phụ huynh an tâm hơn khi có con em đồng hành trên những chuyến đi. Kế thừa di sản 80 năm của Nissan trong việc phát triển dòng xe bán tải, Nissan Navara EL AEVI được trang bị hệ thống treo đa liên kết hiện đại, mang đến một hành trình thoải mái cho người sử dụng. Xe sử dụng động cơ diesel 4 xi lanh DOHC 2.5 lít cho công suất 161 mã lực tại 3.600 vòng 1 phút và moment xoắn cực đại 403 Nm tại 2.000 vòng 1 phút, đem đến khả năng vận hành linh hoạt vượt trội. Diện mạo mới cùng sự gia tăng về công nghệ trên phiên bản Nissan Navara EL AEVI thể hiện cam kết của Nissan Việt Nam và TCAE Việt Nam về không ngừng mang đến cho khách hàng những sản phẩm mới chất lượng vượt trội. Nissan Navara EL AEVI dự kiến sẽ có mặt tại hệ thống đại lý của Nissan trên toàn quốc để sẵn sàng giao đến tay khách hàng từ tháng 9 năm 2019 và được giới thiệu đến khách hàng với 6 lựa chọn về màu sắc gồm vàng sa mạc, nâu đậm, trắng ngọc trai, bạc, xám và xanh dương. Mức giá bán lẻ đề xuất bao gồm VAT 10% cho mẫu Nissan Navara EL AEVI là 679 triệu đồng. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019, khách hàng mua xe Nissan Navara EL AEVI sẽ được nhận phần quà tiền mặt trị giá 10 triệu đồng hoặc quà tặng phụ kiện cao cấp Premium Z. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.